Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì em có làm cái video này để mong muốn nhắn gửi một cái suy nghĩ cũng rất là nhiều năm rồi. Em trăn trở và thực sự khi mà làm cái vai trò là chủ cơ sở thì bản thân em cũng cảm nhận được có những phần mà mình làm chưa được tốt và em luôn luôn mong muốn sẽ xây dựng một cộng đồng những cha mẹ hạnh phúc, những thầy cô hạnh phúc và những học sinh của mình thực sự hạnh phúc. Hôm nay thì em rất là cần những anh chị có thể là cùng đồng hành với em trong thời gian tới để có thể thực hiện được cái ước mơ của mình. Bởi vì hơn ai hết thì em cũng từng là mẹ, em đã em thấu hiểu được cái việc dạy dỗ con như thế nào. Và với bản thân em khi mà làm cái cơ sở giáo dục mầm non thì em thấy rằng xét ở góc độ phụ huynh học sinh thì em cũng rất mong muốn là mình cần một cái môi trường nào đó tốt nhất để giúp con mình phát triển. Bởi hơn anh hết thì ở lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi ấy, nếu như chúng ta thực sự quan tâm, chúng ta thực sự là thấu hiểu và chúng ta thực sự để cho mình ấy, có cái cơ hội được tìm hiểu cái giai đoạn phát triển từ 0 đến 6 tuổi thì mới thấy rằng đây là một cái giai đoạn mà người ta nói là thời điểm vàng là độ tuổi này. Người ta nói rằng luyện thép khi còn nóng là độ tuổi này. Thế vậy thì nếu như ở độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi mình không luyện thì thanh thép của mình sẽ như thế nào? Liệu còn cái giai đoạn nào tốt bằng cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi để chúng ta có thể dành dỗ một em bé để phát triển đầy đủ ba gốc là trí tuệ, đạo đức và nghị lực hay không? Thực ra là vẫn còn những giai đoạn đấy, nhưng thời điểm mà thuận lợi nhất, thời điểm mà giúp cho anh chị em mình làm được tốt nhất cho mỗi một em bé là độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi. Bởi vì khi mà nghiên cứu về giáo dục sớm, nghiên cứu về phát triển bộ não thì em biết rằng là từ 0 đến 6 tuổi là cái giai đoạn mà não bộ nó hình thành đến 90% so với người trưởng thành. Thế sao vậy mà chỉ còn 10% tiếp theo phát triển hoàn thiện ở những độ tuổi sau 6 tuổi? Vậy thì có phải là từ độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn mà mầm mống nhất không? Giai đoạn này có phải là anh chị em mình chỉ cần 5 năm đầu đời có thể giúp cho một em bé phát triển như ước muốn đó? Vậy thì có bao nhiêu anh chị thực sự hiểu vấn đề này để chúng ta có thể dồn tâm vào trong quá trình con ở độ tuổi dưới 6 tuổi để chúng ta quan sát đứa bé, chúng ta hỗ trợ phát triển cho đứa bé và chúng ta thực sự là giúp con tìm thấy đam mê, tìm thấy năng khiếu, tìm thấy cái sứ mệnh của đời. Vậy thì khi mà ở góc độ là chủ cơ sở thì em thấu hiểu được rằng là phụ huynh đang cần những điều gì cho con. Có phải là phụ huynh đang mong muốn là có một môi trường thứ nhất là chăm sóc tốt ở độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi mà đặc biệt là lứa tuổi dưới 3 tuổi? Ở cơ sở em thì có nhận các bé từ 1 tuổi, các bé đủ 12 tháng đã nhận rồi. Vậy thì ở lứa tuổi đó có phải là thực sự phụ huynh đang nghĩ rằng là có một môi trường gọi là chăm sóc cho con mình tốt là điều mà mình cảm thấy rất an tâm? Và cũng có phải là song hành với cái việc mà chăm sóc tốt đó thì cần một cái môi trường là giáo dục con nó cũng phải tốt hay không đó? Vậy thì chúng ta làm rõ nhé, có phải là chăm sóc tốt ở đây có nghĩa là miếng ăn này, giấc ngủ này,
rồi vệ sinh cá nhân của con tốt hay không, đúng không? Những cái việc mà sạch sẽ gọn gàng như là đầu tóc, quần áo, giặt giũ đó, rồi có thể đo lường được, ví dụ như bữa ăn của con là thực đơn phong phú, là thực phẩm sạch, là sự tăng cân, là sự phát triển chiều cao của con được đo đếm hàng tháng đó. Đấy cũng là một trong những cái thước đo để khẳng định rằng là chăm sóc tốt hay không tốt, đúng không? Rồi những cái quan tâm khác từ phía nhà trường, ví dụ như là liên quan đến sự khỏe mạnh của con, ví dụ như là buổi sáng có tập thể dục hay không, đó, tập thể dục có bài bản, có đúng cách hay không. Rồi những cái chương trình mà phòng bệnh của nhà trường ra sao, những cái bài viết truyền thông với phụ huynh học sinh là anh chị ơi, đợt này đang có dịch đấy thì anh chị nhớ phòng bệnh cho con chẳng hạn thế. Rồi có phải là anh chị đang mong muốn có những cái khóa mà hiểu biết liên quan đến sức khỏe, hiểu biết liên quan đến chăm sóc giáo dục con, phải không? Đến bản thân em, khi mà em có con ở trong độ tuổi đấy thì về mặt quan sát những cái môi trường để có thể là giúp cho mình dạy dỗ đứa bé, thì em cũng quan tâm đến những điều này, em rất là quan tâm đến những điều này. Nhưng mà trên thực tế, để mà tìm được những cái nơi để làm được tất cả những điều như vậy ấy, thì cũng tương đối khó, mà em đã phải đi học nhập ở rất nhiều nơi, phải học rất là nhiều những người thầy. Và thật là may mắn bởi vì em trong cái quá trình mà làm mẹ thì em cũng tìm kiếm được những cái khóa học mà từ đấy giúp em tròn hơn trong vai trò của người mẹ. Vậy thì bên cạnh cái việc mà chăm sóc thì có phải anh chị đang quan tâm đến một cái môi trường mà giáo dục tốt cho con mình là một vế thứ hai nha. Chăm sóc tốt rồi, chăm sóc tốt là những thứ mà em kể ở trên là liên quan đến sự gọn gàng, sự sạch sẽ, sự mạnh khỏe, rồi là sự quan tâm chăm sóc, kể cả cái việc nhắc nhở nhẹ liên quan đến phòng bệnh cho con, đúng không? Rồi có một cái yếu tố nữa mà có phải là nó chỉ nhắc nhở thôi nhưng nó cũng động viên tinh thần rất là nhiều, nó khích lệ tinh thần rất là nhiều. Có phải là liên quan đến sinh nhật con thì trường cũng quan tâm hay không, đúng không? Tổ chức sinh nhật cho con này, rồi làm cho ngày sinh nhật đấy thực sự là ý nghĩa này, tổ chức những cái sự kiện liên quan, ví dụ ngày của cha, ngày của mẹ này, đó là giúp cho con biết những ngày kỷ niệm đó, những ngày kỷ niệm rất là quan trọng trong cuộc đời, đúng không? Rồi sinh nhật bố mẹ, sinh nhật phụ huynh học sinh, nhà trường cũng quan tâm chăm sóc đó, cũng có những lời hỏi thăm, lời chúc mừng. Cái điều đấy là mình đang cảm thấy rất là cần, đúng không? Mặc dù nó chỉ là nhỏ thôi nhưng đấy biểu hiện của một cái cử chỉ hành động mà nó rất là tỉ mỉ, rất là trau chuốt, đúng không? Rồi và bên cạnh đấy thì sẽ là cái sự trao đổi thông tin qua lại giữa phụ huynh học sinh và giáo viên, giữa phụ huynh học sinh và đại diện nhà trường đó, về con mình, về những cái câu chuyện liên quan đến con mình, rồi câu chuyện liên quan đến giáo dục đó. Đấy là những cái mà em cho rằng là rất cần thiết trong cái quá trình mà mình lựa chọn một môi trường để có thể gửi con. Rồi thế còn bên cạnh đấy thì liên quan đến việc giáo dục, đúng không ạ? Giáo dục ở giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, đặc biệt là độ tuổi từ 3 nhá, đặc biệt là độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi là cái giai đoạn mà não trái vận hành rất là mạnh mẽ. Và não trái thì các con phát huy được cái khả năng phân tích, tư duy và đúc kết vấn đề. Bố mẹ có để ý rằng là trong giai đoạn này có phải con thường hỏi câu hỏi tại sao không? Có những bé hỏi tại sao liên tục, làm cho không ít phụ huynh học sinh than phiền về điều là trời ơi, đợt này nó hỏi nhiều lắm mà toàn hỏi những câu ở đâu ấy. Thế thì có phải là cái kiến thức mình chưa đủ để có thể là giải đáp thắc mắc cho con hay không, hay là mình cũng đang cảm thấy là đấy là chỉ là một cái sự phiền hà mà mình không thực sự hiểu giai đoạn đấy là con cần gì, đúng không ạ?
Vậy thì cái giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi để con, nếu như hỏi bố ơi tại sao, mẹ ơi tại sao, ông bà ơi tại sao, thì đấy là hết sức bình thường. Và nếu như có một cái sự hỗ trợ, cái sự hỗ trợ từ bố và mẹ, từ những người lớn, khi mà thấy con hỏi nhiều như thế thì chúng ta nên mừng, bởi vì bán cầu não trái của con thực sự là phát huy được tốt, đúng không ạ? Sợ nhất là chúng ta làm sai cách, chúng ta lại nói đứa con của mình là hỏi gì mà hỏi lắm thế, đúng không? Và bữa sau là lần sau, những lần sau đảm bảo không có còn nghe được những câu hỏi tại sao như vậy nữa. Thì vô tình mình đã làm nút chặn của con, nút chặn của con nha. Đó thì anh chị lưu ý giúp em điều đấy. Thế còn quay trở lại một cái câu chuyện là tìm một cái môi trường mà giúp cho con nhà mình phát huy được tư duy, phát triển tốt về mặt tư duy nhé, thì chúng ta cần tìm ở đâu và những môi trường nào, có định hướng giáo dục như thế nào là xứng đáng để có thể là gửi gắm con. Bởi vì trên này hết, anh chị chúng ta khi ở tầm tuổi này rồi, em đoán nó cũng phải rơi vào khoảng 25, 30 tuổi, hơn 30 tuổi, 40 tuổi, đúng không? Thì chúng ta thử nhìn lại mà xem. Trong cái quá trình hành trình cuộc sống của anh chị em chúng mình, có phải chúng ta đều có ba sự quan tâm? Một, thứ nhất là quan tâm đến công việc, đúng không? Thứ hai là quan tâm đến mối quan hệ xung quanh mình, trong đấy thì có quan hệ gia đình, rồi mối quan hệ với xã hội, với cộng đồng, và thứ ba là sự thông thái và bình an. Để mà xét, đấy là hành trình cuộc sống của mỗi người. Khi mà ở những giai đoạn khác nhau thì bình thường ưu tiên phát triển những cái khác nhau. Vậy thì khi ở độ tuổi con là 0 đến 3 tuổi hay 3 đến 6 tuổi, lứa tuổi học mẫu giáo, thì bố mẹ thường mong muốn con phát triển ra sao để mà con cảm thấy là rất hạnh phúc? Sau này khi mà con nhận thức được cao hơn, con ý thức về cuộc đời, con ý thức về công việc, con ý thức về mối quan hệ, con nhận biết được là con cần gì và làm như thế nào để thực hiện điều đấy, thì bố mẹ chúng ta đang quan tâm đến điều gì? Có phải là anh chị mong muốn là trong giai đoạn đấy là sẽ phải bồi dưỡng cho con? Nhưng bồi dưỡng cái gì ạ? Bồi dưỡng cái gì ở đây? Trong khi đấy thì chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta không có nhiều thời gian để trực tiếp chăm sóc đứa con của mình. Như em cũng có những cái bài học trong giai đoạn con từ 0 đến 6 tuổi. Thực sự là cái giai đoạn em cũng có tập trung liên quan đến sự nghiệp, và bên cạnh đấy thì không phải vì tập trung quá nhiều liên quan đến sự nghiệp mà mình bỏ bê con cái, có ý thức được điều đấy. Nhưng hồi đó thì em không thực sự là biết, không thực sự hiểu quá sâu liên quan đến giáo dục sớm, liên quan đến làm thế nào để có thể phát huy tài năng cho con ở độ tuổi vàng. Đó. Thì em cũng mong muốn những anh chị ngày hôm nay xem được video này của em, chúng ta hãy một lần ngồi và hỏi thực sự con đang cần gì ở độ tuổi này. Thực sự con của chúng ta đang cần gì ở bố mẹ trong độ tuổi này? Và bố mẹ là anh chị em mình đang làm gì để có thể đáp ứng nhu cầu cho con? Đáp ứng nhu cầu cho con nhé. Và chúng ta đang làm thế nào? Chúng ta đang dành thời gian cho con được bao nhiêu thời gian trong một ngày? Ngay cả cái việc mà chơi với con thôi ấy, thì mình đã thực sự để tâm hay chưa? Mình đã từng nhận lỗi với con chưa? Mình đã từng chơi với con giống như những người bạn chưa? Hay là
lúc chúng ta đang chơi với con, chúng ta còn vẫn còn mải điện thoại, chúng ta vẫn còn sao nhãng việc nọ việc kia. Có những câu hỏi của con mà chúng ta không thực sự để tâm, chỉ trả lời qua loa mà thôi, cho nó xong câu chuyện mà thôi. Hoặc trong những lần đi chơi, dẫn con đi chơi, chúng ta cũng đang làm gì? Đấy là những câu hỏi mà em mong muốn các anh chị để tâm và giúp cho các em bé mỗi một giây một phút gần bố gần mẹ là một giây phút hạnh phúc. Chúng ta đang sống tròn trách nhiệm với nhau, đúng không ạ? Thật là vui mừng khi mà các con làm đến bên cuộc đời bố mẹ, đúng không ạ? Và anh chị cũng thế, rất là vui khi mà được đón đứa con mình chào đời. Vậy thì mình sinh con ra, mình đã thực sự hiểu con hay chưa? Và mình mong muốn một cái ngôi trường đáp ứng những điều gì cho con mình, đúng không? Đáp ứng được những điều gì cho con mình. Với em thì em đang mong muốn, với em nhé, em mong muốn là con được gieo những cái giá trị về nhân cách sống trong những năm đầu của con. Bởi vì trong cái năng gốc rễ của một con người, chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm đó là trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Để làm được một công dân tốt, một công dân tốt, một người mà có ích cho xã hội. Bởi vì nói rằng là chúng ta không thể cho những cái mà chúng ta không có. Nếu như chúng ta không có nhân cách tốt thì làm sao cho em bé của chúng ta nhân cách tốt, đúng không ạ? Chúng ta không có cách hiểu đúng, biết đúng, hiểu đủ, vận dụng đủ, làm đủ và có trí tuệ minh mẫn thì làm sao chúng ta có thể cho con mình những định hướng tốt được. Và chúng ta không có nghị lực, chúng ta không có nghị lực, chúng ta là những người mà vướng vào những cái câu chuyện chúng ta sợ hãi, chúng ta từ bỏ quá sớm trước mỗi công việc, và chúng ta là những người ngại khó ngại khổ, không dẫn đầu, không quyết tâm. Vậy thì liệu có cho con của chúng ta những thứ đó được hay không? Vậy thì ở trong một trong cái môi trường mà giáo dục, khi em làm chủ cơ sở của mầm non Kích Mát thì em luôn luôn mong muốn các bé được gieo 50 hạt giống vườn tâm hồn. Thì cái 50 hạt giống này thì sẽ nói đến cái giá trị đạo đức của các con, như là các con biết như thế nào là trách nhiệm, các con biết như thế nào là biết ơn, con biết như thế nào là yêu thương, con biết như thế nào là độc lập, và con biết như thế nào là can đảm, là dũng cảm. Và các con làm thế nào để nuôi dưỡng cho mình những hạt giống tốt đó, và có phải là một nhân cách của một bạn, nhân cách của một bạn chính là đạo đức đấy, phải hình thành những năm đầu đời, đúng không ạ? Cây non thì gió sẽ uốn, đó thì là những năm đầu đời chúng ta cần cho con những cái điều như vậy. Vậy thì khi mà lồng ghép làm thế nào để có thể phát triển nhân cách đạo đức cho con, thì chúng em có sử dụng những cái câu chuyện quà tặng cuộc sống, những cái câu chuyện về nêu gương việc tốt, những cái đóng vai, những cái đóng vai, rồi những cái hiếu lễ nghĩa đó, để lồng ghép trong học sinh của chúng ta. Rồi dạy cho các con lễ phép như thế nào, kính ngưỡng, nói lời kính ngưỡng ra sao, biết xin lỗi, biết nói lời cảm ơn như thế nào đó. Thì đấy là một phần liên quan đến giáo dục nhân cách, để phát triển nhân cách cho các bé. Thế còn về nghị lực thì sao? Chúng em cũng trang bị cho các bé đó là cái sự vận động từ dễ đến khó. Em nói giả sử có
có những cái câu chuyện là tại sao bé 4 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi không tự xúc ăn được, không tự mang giày được, không tự đeo ba lô của mình được, không tự mặc áo được, không tự rửa tay được, không tự rửa mặt được, không tự lấy nước để uống được. Thế thì có phải là các bé không biết làm không? Không phải đâu. Không phải là các bé không biết làm, mà các bé chưa có kỹ năng để làm những việc đấy. Chính người lớn chúng ta là bố, là mẹ, là ông, là bà đang hỗ trợ bé rất nhiều để bé có thể không phải làm những việc đấy và tự dưng. Đấy có phải là sự yêu thương đúng cách không? Nếu như các anh chị từng để ý rằng có những bé nhá, có những bé được đào tạo từ rất sớm và các con được trưởng thành từ rất sớm, các con được rèn kỹ năng từ rất sớm, và cái đấy gọi là giáo dục sớm. Có nghĩa là hãy để cho con tự làm những thứ trong khả năng của con, và những thứ mà ngoài khả năng của con thì nó cũng là câu chuyện để con học. Và chỉ có học làm thì con sẽ làm tốt được. Đó. Vậy thì ở trong môi trường này, chúng em luôn luôn mong muốn để cho con có thể tự trải nghiệm. Có rất là nhiều bố mẹ không chắc là chưa quen với việc đấy, nên nhiều khi cũng chưa thực sự hiểu được hướng đi của nhà trường đang sao. Em cũng đính chính một phần, đó là hãy để cho các con được rèn luyện. Các con chỉ có thể tự rèn luyện thì đứng trước dông bão của cuộc đời, đứng trước khó khăn trong cuộc sống, các con sẽ biết tự cách tự mình vượt lên hoàn cảnh, tự mình xoa dịu những nỗi đau, và chỉ là tự mình tạo động lực cho mình thì các con mới trưởng thành được, được không ạ? Thế nên hôm nay chúng ta thống nhất với nhau một điều rằng là chúng ta sẽ yêu thương đúng cách để giúp đỡ cho các bé được phát triển, phát triển từ rất sớm, đúng không ạ? Vậy thì thông qua những cái trò chơi, thông qua những cái bài học ở trên lớp, các cô sẽ rèn cái nghị lực cho con. Nhiều khi cảm thấy con đau, cảm thấy con rất là khó khăn, và nhiều khi cũng muốn con muốn giúp đỡ con, nhưng không, chúng ta hãy kiên nhẫn, chúng ta hãy để cho con có được nhiều thời gian để rèn luyện. Anh chị lưu ý giúp em một điều rằng khi con còn bé thì chúng ta còn hạn chế sai lầm của con được, còn giúp con nhận ra những bài học nhỏ để sau này đứng trước những bài học lớn, con biết cách tự làm. Và đấy là những cái mà kỷ luật đầu tiên dành cho bố mẹ, kỷ luật đầu tiên dành cho bố mẹ. Không phải là chúng ta yêu thương con bằng cách làm khổ con, mà chúng ta đang để cho con thời gian được sửa sai, được mắc lỗi và được sửa lỗi. Đấy là điều cần. Còn khi lớn giống như anh chị em mình ấy, nếu như phải sửa sai, phải mắc lỗi thì có phải là chúng ta đã làm liên lụy đến rất nhiều người không? Đúng không? Làm liên lụy rất là nhiều người, và đặc biệt là những người thân của mình. Và em không thực sự mong muốn con của mình có điều đấy. Và em cũng tin rằng các anh chị cũng đang không mong muốn điều đó. Vậy thì khi mà chúng ta trò chuyện với nhau như vậy thì chúng ta hiểu được là vấn đề đang nằm ở đâu, và mỗi một sự kiện, mỗi một cái hành vi, mỗi một bài học ở tại trường, tại lớp, thì em mong muốn bố mẹ là những người đồng hành cùng các con trong việc dạy dỗ và đào tạo con để hình thành nhân cách. Vậy thì cái quá trình mà phát triển trí tuệ thì chúng em làm như thế nào? Lúc nãy thì em có nói đến nhân cách đúng không? Nhân cách đạo đức. Em có nói đến khả năng vượt khó là rèn nghị lực. Vậy thì về phát triển tư duy thì chúng em đang đi như thế nào?
trong cái quá trình mà làm việc với các con ở trường thì em luôn luôn mong muốn các cô xây dựng một cái môi trường để cho các con có thể sáng tạo được. Sáng tạo được nha. Có thể phát huy cái sự sáng tạo của mình, phát huy cái năng khiếu của mình. Nhưng cái việc phát huy năng khiếu của mình nếu như chỉ dừng ở cái việc mà quan sát con để tự trải nghiệm thôi thì nói thật là tương đối mất nhiều thời gian. Tương đối mất nhiều thời gian. Và không phải là ai cũng đủ kiên trì để có thể tìm ra một năng khiếu nào đó cho con mặc thông qua các cái phép thử, đúng không? Có những bé thì có năng khiếu âm nhạc. Năng khiếu âm nhạc, ví dụ như là con có khả năng chơi đàn, con cũng có khả năng là hát, nài nhảy, rất là tuyệt vời, đúng không? Nếu như chúng ta không có môi trường để có thể là phát hiện con bằng cách là cho con đi học nhạc, học đàn, học nhảy nhót, đúng không? Đến những cái lớp như thế, hoặc cũng có những bé là có năng khiếu làm MC từ bé, nhưng chúng ta không có môi trường hoặc không có đủ thời gian, đủ tài chính để giúp con phát hiện ra điều đấy thì thực sự là rất là đáng tiếc. Bởi vì chúng ta đã vô tình làm cho một điểm mạnh thực sự ở trong bé không được phát huy, đúng không? Cái điều đấy là rất tiếc. Hoặc em nói đơn cử như có những bé, ngay như bản thân em này, khi mà em 30 tuổi thì em mới phát hiện ra rằng hóa ra bẩm sinh của mình cũng có rất nhiều khả năng. Ví dụ cái khả năng nổi trội nhá, là khả năng liên quan đến cảm thụ âm nhạc, rồi phát triển ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ ấy, đúng không ạ? Phát triển ngôn ngữ, ví dụ như là MC, khả năng hùng biện, đó là em có nhưng chưa có môi trường để phát huy. Thì với một người mà làm cha mẹ, em cũng không thực sự muốn, em không thực sự muốn con mình bỏ lỡ một tài năng nào đấy. Thế nên em rất là thấm cái câu là chúng ta có thể không phải là thiên tài, có thể không phải là thiên tài, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể là thầy cô, là cha mẹ của những thiên tài. Vậy thì mầm non Kích Mát cũng có sử dụng một công cụ để có thể phát hiện được năng khiếu sớm của các bé. Cái công cụ đó thì với những học sinh làm tại đây, bởi vì nó liên quan đến chi phí, nên bước đầu tiên thì chúng em có nhận diện chủng vân tay. Nhận diện chủng vân tay, nhận diện sơ bộ chủng vân tay như vậy để mà biết là con này phong cách giao tiếp với con là như thế nào, làm việc với con ra sao, mà chúng em chưa có đi sâu vào phát hiện tài năng của của các con được. Em nói giả sử như có những bé may mắn được bố mẹ đầu tư một khoản tiền để có làm phân tích đầy đủ báo cáo đấy, thì khi đấy chúng ta ý thức được rằng bé đang có một tố chất bẩm sinh, cái đó là vượt trội. Thì khi mà những cái bài tập hàng ngày chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu phát triển tài năng cho các bé tương ứng. Khi mà các con có năng khiếu vẽ chẳng hạn thì chúng ta sẽ tạo điều kiện để cho các con chơi với màu nhiều hơn, chơi với bút nhiều hơn, chơi với bộ môn vẽ nhiều hơn. Nhưng khi các con mà có khả năng làm MC, có khả năng hoạt ngôn thì chúng ta sẽ bồi dưỡng cho những bé đó phát triển về ngôn ngữ nhiều hơn. Có thể các con học đa ngôn ngữ, có thể các con là sẽ được rèn cái khả năng nói trước đám đông, khả năng làm MC đó. Thì đấy là những cái câu chuyện mà chỉ khi có bài phân tích đầy đủ, bài phân tích đầy đủ thì chúng ta sẽ phát triển được một em bé hoàn thiện về mặt tài năng bẩm sinh. Chúng ta không cần phải loay hoay trước rất là nhiều câu hỏi là không biết là bé học cái gì phù hợp, hay là chúng ta không phải lôi con đến hết trung tâm nào trung tâm kia để có thể là thử một năng khiếu nào đấy, đúng không? Và cái đấy cũng là một câu chuyện mà dành cho phụ huynh học sinh thông thái hiểu biết được vấn đề đó và bồi dưỡng con từ bé. Và em hỏi thật,
nếu như con của chúng ta có một tài năng, thì anh chị có muốn biết ngay bây giờ hay để đến giai đoạn như chúng mình là 20 năm, 30 năm sau chúng ta mới biết? Nên đấy là một câu hỏi rất lớn nhé. Nhiều khi em cũng tự hỏi mình rằng là trời ơi, nếu ngày trước mình được phát huy cái đó, có phải bây giờ mình sẽ khác không? Đấy là một sự nối tiếp và em không thực sự mong muốn. Con của mình cũng không phát huy được tài năng giống như mình. Vậy thì ngày hôm nay em mong muốn chia sẻ điều này để cho các anh chị biết rằng chúng ta không đủ thời gian để quan sát, không đủ thời gian chơi với con, không đủ thời gian để không đủ thời gian cũng như là tiền bạc nhé, để đưa con chúng ta đến rất nhiều trung tâm để làm các phép thử, thì chúng ta hãy xài công cụ để thấu hiểu con, để biết rằng là tại sao con bướng, tại sao con nhát, biết được rằng là tại sao chúng ta làm cái này làm cái khác cho con mà con vẫn không cảm thấy hài lòng, và biết được rằng con chúng ta có tài năng thiên bẩm ở đâu để chúng ta có thể hỗ trợ con phát huy được tố chất bẩm sinh đó và giúp con nhanh nhất, ngắn nhất trên hành trình thành công của mình. Con tìm ra được đam mê của mình, con tìm ra điểm mạnh của mình, để khi con làm cái đam mê thì khác chúng ta làm được. Khác chúng ta ở chỗ là hàng ngày con đi làm là một ngày con được hành sứ mệnh, một ngày con hạnh phúc, chứ không phải một ngày con phải đi làm. Đấy. Vậy thì ngày hôm nay em rất là mong muốn gieo những cái suy nghĩ của em tới tất cả anh chị, để chúng ta có cách nhìn nhận đúng, cách hiểu biết đúng, vừa là cái câu chuyện trường lớp, vừa là cái câu chuyện mà phát huy được tố chất bẩm sinh. Bởi vì trong giai đoạn này là giai đoạn não bộ hình thành và phát triển đến 90% so với người trưởng thành, giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi anh chị nhé. Và anh chị phải biết rằng, phải cần nhớ rằng ấy, con của chúng ta chỉ cần 5 năm đầu đời chúng ta ở bên thôi, chúng ta ở bên thôi. Và đây là cái thời kỳ nóng nhất để chúng ta có thể luyện thanh thép của chúng ta, là con của chúng ta hình thành theo hướng này. Đó. Một lần nữa thì em chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.